Sata, vua bầu trời. Đây là pháp sư sát thủ có khả năng săn mồi đáng nể nhờ bộ chiêu thức độc đáo. Anh em của bạn đã master Florentino và có người yêu. Vậy đã đến lúc bạn làm chủ cánh chim bầu trời để hết cô đơn mùa đông này. Đầu tiên, hãy dùng đúng đồ. Hãy lựa chọn phù hiệu ma chú với hai nhánh ma hỏa, giúp gia tăng sát thương và cố thủ. Một phần nhỏ giúp bạn tránh trở thành chim cánh cụt trong mắt crush. Hai nhánh phù hiệu phụ là cầu băng xương và thợ săn. Phụ trợ dùng tốc biến. Bảng ngọc được tin dùng bao gồm 10 viên đỏ công phép xuyên giáp phép, 10 viên tím tốc đánh tốc chạy, 10 viên xanh tốc đánh xuyên giáp phép. Tiếp theo sẽ là hướng dẫn combo đỉnh cao đưa anh em đi bay thẳng vào team crush. Cứ tin tôi, làm đi clip. Combo sơ cấp, chiêu 1, chiêu 2, chiêu cuối. Và đảm bảo bạn không mù phương hướng để lướt theo chiêu đã định. Bạn có thể biến tấu combo nếu đường tới nhà người thương hơi xa. Chiêu 2, lướt chiêu cuối 2 lần, chiêu 1. Combo lướt 4 stack và 5 stack sẽ giúp tối ưu sát thương gây ra, kèm theo tạo bất ngờ cho đối thủ khi tấn công từ khoảng cách xa. Để thực hiện combo siêu cấp, bạn cần một cái đầu lạnh như một cái tay ấm. Thứ mà người FA không bao giờ có. Khi lướt chiêu cuối, hãy tận dụng nội tại phong sát để tăng thêm số lần lướt. Có thể kích hoạt nội tại thông qua chiêu thức hoặc đánh thưởng. Hãy nhớ rằng khi đang tích stack, bạn không được di chuyển nút định hướng bên trái nếu không muốn combo hụt thành người đơn giản hoặc tệ hơn. Người nhà quê. Bộ chiêu thức của Zata cho phép bạn sử dụng vô cùng đa dạng và sáng tạo. Hãy tự tin thể hiện cá tính của mình với Crush qua những lần bay hàng tấn sát thương nhé. Người thương quá cao bạn không với tới ư? Hãy bay Zata như tôi. Chạy đà này. Bình tĩnh. Cất cánh bay lên. Anh em hãy làm một chú chim thông thái. Đi bay vào thì dễ nhưng chưa chắc có đường bay ra. Đây chính là điểm yếu của Zata. Nhưng lỡ Crush ghét Zata thì sao? Đừng lo, bị kíp vẫn còn. Bộ chiêu thức của Zata không quá cơ động, đặc biệt khi không còn thiên dực. Vì vậy, Zata e ngại các chiếc tướng sắp sát thương hoặc hồi phục tốt. Zata cũng sợ các vị tướng có khả năng khống chế cứng, cản trở quá trình bay thiên dực hoặc xui hơn là gãy cánh. Các vị tướng có chiêu thức không thể chọn là mục tiêu cũng khắc chế Zata khi tránh được sát thương chủ yếu từ thiên dực. Nếu bạn vẫn quá sợ Zata thì 36 kế, thì chọn kế bên em, chạy ra thượng sách. Chọn các vị tướng có bộ kỹ năng cơ động cao cũng giúp bạn khắc chế Zata rất tốt. Tự tin lên các chiến tướng liên quân, cầm bí kíp này và bay Zata thẳng vào team crush của bạn đi nào. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nice.